Sáng nay, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề về công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thắm. Tham dự lớp tập huấn có các cán bộ chủ chốt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội cấp thành phố và cấp quận, huyện, lãnh đạo Ban Dân vận các quận huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 56 xã phường trên địa bàn. Theo đó, các đại biểu đã được báo cáo viên phổ biến về chuyên đề, thực trạng và một số giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn thành phố và chuyên đề một số kỹ năng thực hành công tác dân vận. Thông qua buổi tập huấn nhằm trang bị cho các cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị địa phương nắm được thực trạng, quan điểm, nội dung hoạt động, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát phản biện xã hội, nhất là trong điều kiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.